cái bài danh động từ, động từ hoặc là tính từ phía sau nó là một giới từ và sau đó động từ và thêm ing. Đầu tiên câu số 2, Henry is excited about leaving for India. Mình có cụm leave for India, leave for là mình đến nơi nào đó luôn. Ok, rời khỏi một nơi và đến một nơi nào đó. Ok, thì này là Henry rất là háo hức để đến India. Ổn ha, rồi tụi mình có câu 3. You are capable, kêu cô đi theo giới từ là of. You are capable of doing better work. Là bạn có khả năng làm được một công việc mà nó tốt hơn. Ok, rồi câu số 4. I have no excuse for being late. Là tôi không có bất kỳ lời biện hộ hay là lời biện hộ nào cho cái việc mình đi trễ. Bởi vì mình có tính từ ở đây thì chắc chắn đang còn một cái phải còn be rồi. Ok, mà sau giới từ chắc chắn là phải còn động từ phải thêm in, mà be cũng là một cái động từ cho nên be phải là being. Rồi, câu số 5. I am accustomed to having a big breakfast. Là tôi đã quen với cái việc đó, chứ ăn ăn bữa ăn sáng lớn là kiểu như là ăn nhiều trong buổi sáng. Ok, rồi câu số 6. The rain prevented us from completing the work. Ok, đó thì cơn mưa đã ngăn cản chúng tôi cái việc đó chính là hoàn thành cái công việc của chúng tôi. Ok, rồi nhớ prevent someone from doing something. Rồi, tiếp tục nhớ là complete là hoàn thành nha. Rồi, hoặc là thực hiện xong. Rồi, Fred is always complaining about having a headache. Mình có have a headache, đó chính là mình bị đau đầu. Nhớ ha. Nhưng mà tại sao trong trường hợp này complain này là dùng hiện tại tiếp diễn? Nhớ hiện tại tiếp diễn dùng với always, dùng để mình phàn nàn. Ok, mà complain theo giới từ là about. Rồi, câu số 8. Instead of studying, thay vì học bài đó, thì Margaret went to a ball game with some of her friends. Là Margaret đã đến với đi chơi bóng với một vài người bạn của cô ấy, some of her friends. Ok, rồi, nhớ instead of doing something. Rồi, thank you for helping me carry my suitcases. Ok, cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi mang cái những cái vali, nhớ suitcase là vali. Ok, rồi. Mấy bạn nhớ thì sau have thì chắc chắn là động từ là phải nguyên mẫu. Have someone do something hoặc là have someone to do something. Sau have thì động từ nguyên mẫu hoặc là động từ có to cũng được không sao. Ok, nhưng mà tuyệt đối nó không có in. Ok, cảm ơn vì đã giúp tôi mang cái sách những cái vali của tôi. Rồi, câu số 10. Miss Grant insisted đi theo giới từ là on. Sau đó động từ in insisted on knowing the whole truth. Là gì? Bài Grant đó thì cứ khăng khăng nặng nặc là đòi là phải biết được cả sự thật. Whole truth là cả sự thật, whole là cả này. Ok, rồi tiếp tục I believe in. Có be ngày đây thì sau đó chắc chắn là một cái tính từ rồi. Ok, thì I believe in being honest all at all times. Hồi trước là thầy dạy mấy đứa là cầm là gì? At times đồng nghĩa là đôi khi, đúng không? Đồng nghĩa với from time to time. Rồi cho bạn nào mà chưa biết from time to time là gì thì viết vào cho thầy. Mấy bạn mới nè, from time to time đó chính là đôi khi. Ổn ha. Đó. Rồi, nhưng mà mình có at all times là nó sẽ mang nghĩa là all the time. Được chưa? Thì lúc nào cũng vậy. Thì cái câu này là gì? Tôi lúc nào cũng tin vào cái sự thành thật. Được chưa? Đó, believe in being honest at all times. Rồi, câu số 12. You should take advantage of living here. Là bạn nên tận dụng cái việc mà sống ở đây. Ổn ha? Đó, take advantage of có nghĩa là tận dụng hoặc là mình lợi dụng. Trong trường hợp này chắc chắn tận dụng rồi. Ok, Fumita had a good reason. Go not, đây phủ định thì chắc chắn have a good reason for, nhưng mà phủ định là for not going to class yesterday. Fatima là có một cái lý do chính đáng. Good reason là thể dịch là lý do chính đáng. Ok, có một lý do chính đáng để không đi học vào ngày hôm qua. Ok, có thể nó bị bệnh thì đó là một lý do chính đáng ha. Thì này là a good reason for not going to class yesterday. Rồi, everyone in the neighborhood participated. Ok, là mọi người trong ở cái gọi là láng giềng của tôi, neighborhood mình có dịch là láng giềng, ok, là hàng xóm xung quanh của mình đó, ok, tất cả mọi người ở trong khu láng giềng đó participated, ok, là những vùng lân cận, neighborhood là dịch những vùng lân cận thì nó sẽ hay hơn, ok, tất cả mọi người ở những cái vùng lân cận, ok, đều tham gia vào cái việc tìm kiếm đứa trẻ để bị mất, ok, thì participated in searching mới nhớ search for ai đó, ok, hoặc something hoặc là someone. Ok, participated in searching for the lost child. Mình có the lost child, đó chính là đứa bé bị mất tích. Rồi, I apologize to, thầy nói là apologize to someone for doing something. Ok, thì là I apologize to Yoko for making her wait for me.
Again là tôi xin lỗi Yoko vì đã vào đây khiến cô ấy đợi. Thì thay vì chữ make thì bữa thầy dạy mấy đứa chữ keep đúng không? Keep someone, nhưng mà keep someone waiting. Ok, nhớ nha mấy đứa, mình có cụm là keep someone waiting, bởi vì sau keep thì động từ bắt buộc là phải thêm in. Ok, đó, bữa thầy dạy là keep someone waiting. Nhưng mà đối với trường hợp make thì make someone wait, thì nhớ sau make là động từ phải nguyên mẫu. Nhớ nha, sau make là động từ tuyệt đối là nguyên mẫu. Còn have sau have thì động từ có thể nguyên mẫu hoặc là có to. Ok, nhưng make là tuyệt đối là chỉ có nguyên mẫu với thầy. Còn keep là sau nó bắt buộc là phải thêm in. Ok, đó, rồi, câu số 16. The weather is terrible tonight. À, đêm nay thì thời tiết sẽ rất là tệ. Ok, sẽ xấu. I don't blame you. Ok, là tôi không đổ lỗi cho bạn vì đổ lỗi cho bạn vì không muốn đi tham gia cái buổi họp. Ổn ha? Đó. Rồi thì có là I don't blame you for not wanting to go to the meeting. Nhớ not phải đứng trước động từ chính. Động từ want. Ok ha? I don't blame you for not wanting to go to the meeting. Rồi. Kiểu như trong trường hợp này dịch là trách đi, đừng có đổ lỗi, dịch là trách cho nó sẽ hay hơn là tôi không trách bạn. Rồi, câu số 17. Who is responsible for washing and drying the dishes after the dinner? Là ai chịu trách nhiệm cho cái việc rửa và làm khô dĩa sau buổi ăn tối. Đó, rồi, câu số 18. In addition to, được chưa? In addition to going to school full time, Spiral has a part-time job. Ok, thì thầy đã dạy rồi. In addition to, cộng đồng thêm in là gì? Thêm vào cái việc. Ok, thì trong trường hợp này thầy không dịch là thêm vào cái việc mà đi học full time, thì thầy sẽ nói là ngoài cái việc mà đi học toàn thời gian, mình sẽ dịch là toàn thời gian, thì Spiral có một công việc bán thời gian. Ổn ha? Thì trong trường hợp này thầy dịch là ngoài, nó sẽ hay hơn. Rồi, I stopped the child. Ok, stopped someone from doing something. Stopped the child from running into the street, là tôi đã ngăn cản được đứa bé chạy ra ngoài đường. Rồi, nhớ running into the street, chạy ra ngoài đường. Rồi, câu số 2 chục. Rồi, where should we go for dinner tonight? Là tối nay tụi mình nên đi đâu đây? Ok, would you object to going to an Italian restaurant? Ok, là bạn có phản đối nếu mà tụi mình bạn có phản đối đi ăn ở một cái nhà hàng Ý hay không? Ok, đó, mình có object to doing something, object to going to an Italian restaurant. Rồi câu số 21. Rồi the mayor. Ok, mấy đứa biết cái thầy, the mayor đó chính là thị trưởng. Thị trưởng là gì? Ok, ở nước ngoài thì mình dùng thị trưởng, còn ở Việt Nam mình không dùng thị trưởng. Ok, thì thị trưởng là gì? Nó kiểu tưởng tượng như là một cái chủ tịch của một cái tỉnh. Chủ tịch của một tỉnh ở Việt Nam mình. Ở nước ngoài thì ở nước ngoài đó thì một quốc gia thì nó sẽ được chia ra nhiều gọi là bang. Đúng không? Bang là state đó, mình có United States là bang. Ok, thì mỗi bang thì chắc chắn sẽ có một mayor, là một cái thị trưởng. Thị trưởng là người đứng đầu của một bang. Ok, thì liên hệ tới Việt Nam thì chỉ đơn giản là gì? Chủ tịch của một cái tỉnh hoặc là của một cái thành phố. Được chưa? Thường là chủ tịch của thành phố hoặc là một cái huyện. Ok ha, ví dụ mayor của ở Việt Nam thì mình sẽ không dùng mayor, mình chỉ dùng chữ chủ tịch thôi. Ok, rồi thì cái thị trưởng đã gì đây? Mình có phân tích, thầy sẽ phân tích từng từ với mấy đứa nè. Statement đó chính là lời phát biểu. Họ trong trường hợp này thầy dịch là lời báo cáo hoặc là báo cáo. Public statement là báo cáo cho cộng đồng. Ok, báo cáo cho mọi người biết. Another là nữa. Ok, thì mấy đứa nhớ make statement nha. Make a statement. Ok, thì statement đi theo với động từ đó chính là make. Ok, thì cái made another public statement là gì? Có thêm một cái lời báo cáo cho mọi người biết. Được chưa? Đó thì thị trưởng đã có một cái lời, có một bài báo cáo nữa cho mọi người được biết. Nhằm mục đích mình có for the purpose of, nhằm mục đích mình có clarify là động từ kiểu như làm sáng tỏ hoặc làm rõ. Ok, đó thì từ này gốc của nó là từ clear đó. Được chưa? Thì động từ của nó là clarify, đó chính là làm sáng tỏ hoặc làm rõ. Ok, nhằm mục đích đó chính là làm rõ. Mình có chữ proposal. Proposal nó có khác, nó có một vài nghĩa. Nghĩa đầu tiên cái như là cái đề xuất, đề nghị hoặc là cái kế hoạch cũng được. Thì cái này proposal có thể đồng nghĩa với plan. Ok, đồng nghĩa với plan, kế hoạch. Trong trường hợp này thể dịch là cái đề xuất. Ok, và mấy đứa nhớ proposal bữa thầy còn dạy mấy đứa nó mang nghĩa là gì? Nó từ ra nó bắt nguồn từ từ gì? Propose. Đúng không? Propose động từ bữa thầy dạy mấy đứa là gì? Cầu hôn. Đúng không? Propose mang nghĩa là cầu hôn. Ok, ngoài mang nghĩa động từ là cầu hôn thì còn mang nghĩa là đề xuất, nó là động từ. Còn danh từ là proposal là cái sự đề xuất, cái việc đề xuất. Ok, họ kiến nghị, họ kế hoạch gì đó. Ok ha. Đó.
Thì vậy mình có danh từ, vậy propose là cầu hôn, vậy proposal là gì? Sự cầu hôn hoặc là mang cầu hôn. Ổn ha, thì một từ nó có nhiều nghĩa là như vậy. Thì đối với trường hợp này thì chắc chắn là một cái đề xuất mới về thuế. Ok, một đề xuất mới về thuế. Ổn ha, thì for clarifying the new tax proposal. Có kiểu như là nhằm mục đích làm sáng tỏ cái kế hoạch mới về thuế. Ổn ha. Rồi, câu số 22. The thief, tên trộm gì đây, was accused, bị kết tội gì đây, bị bắt giữ hoặc kết tội, accused of stealing a woman's purse. Ok, purse đó chính là một cái ví, ví thường là ví của phụ nữ. Ok, ví mà mấy đứa, ví to to mà mẹ mấy đứa hay mang đó. Ok, cái đó gọi là purse. Còn ví mà thầy hay dùng gọi là wallet, cái ví nhỏ nhỏ thì thầy gọi là wallet. Ok, đó. Thì tên trộm thì đã xác định tên trộm, thầy dùng the nè. Còn một người phụ nữ là lần đầu tiên đề cập, cho nên thầy sử dụng Thì cái mấy cái mà cái mạo từ the, hoặc là thầy sẽ dạy kỹ phần này sau ha. Ok, bởi vì bài đầu tiên của lớp 12 là mấy đứa phải học ngữ pháp là về mạo từ rồi. Và đề thi năm ngoái thì không có mạo từ. Ok, nhưng đề thi năm nay thầy nghĩ 90% nó sẽ ra mạo từ. Bởi vì một năm nó ra mạo từ, một năm nó không ra, và một năm sau nó sẽ ra lại. Ổn ha, nhưng mà mạo từ nó rất là dễ, chắc chắn phải làm được câu này. Ok, thì tên trộm đã bị kết tội vì đã gì đây? Cướp, ăn trộm cái túi của một người phụ nữ. Rồi, the jury. Jury đó chính là hội đồng xét xử. Ok, hội đồng xét xử thì mấy đứa viết cái cụm thầy find. Find là tìm đó. Find nè, thì mình có cụm là gì đây? Find someone guilty of something. Ok, kiểu như là có tội. Ok ha, là kiểu như là kết tội, mình sẽ dùng là kết tội, nó sẽ hay. Ok, find someone guilty of doing something là kết tội ai đó. Ok, thì gì đây? Thì hội đồng xét xử đã kết tội ông Adams vì cái tội gì đây? Taking money, guilty of taking money from the company. Ok, vì cái tội vì đã là lấy trộm tiền. Ok, trong trường hợp này không lấy tiền nữa, lấy trộm tiền của cái công ty của ông ấy đang làm. Ok, và gì đây? Keeping it for himself. Thì cái này chắc chắn phải thêm, phải tiếp tục là keeping cho thầy, là kiểu giữ giữ làm của riêng. Trong trường hợp mà có tiền thì chắc chắn là giữ làm của riêng. Rồi tiếp tục câu số 24. Larry isn't used, okay, isn't used to wearing a suit and tie every day. Ok, thì là Larry là không quen với cái việc đó, chỉ là mặc đồ vest và một vest và nơ. Ok, đó, không, đâu, tie trong trường hợp không có nơ nữa, là cái cà vạt. Nhớ nha, tie là cái cà vạt cho thầy. Ok, thì suit thì người Việt mình hay gọi là vest đó, nhưng thật ra vest là gì? Thầy sẽ cho mấy đứa coi vest. Vest là cái này nè. Đây sẽ gọi là vest. Ở Việt Nam là toàn sử dụng chữ vest này, nhưng mà không, đúng đúng của nó vest là cái này nè. Còn suit thì mới là cái này. Ổn ha. Đó, ở nước ngoài là như vậy. Rồi, câu số 25. I'm going to visit my family during the school vacation. Là tôi sẽ going to là sẽ đó, có kế hoạch. Tôi sẽ đi thăm gia đình của tôi trong cái lúc mà nghỉ hè. Để chơi the school vacation. Trong trường hợp này không nghỉ hè, kiểu như là kỳ nghỉ ở trường. Ok, không biết nghỉ hè hay nghỉ mùa đông, mùa thu gì đó. Rồi, là tôi về đây, tôi rất là mong đợi, đúng không? I'm looking forward to eating my mother's cooking. Là tôi rất là mong đợi ăn những món ăn của mẹ tôi. Và ngủ trên cái giường của tôi, sleeping in my old bed, ngủ trên chính chiếc giường của tôi. Old là chính. Ok, ok. Đó, thì mấy đứa nhớ ngủ trên giường là mình dùng in nha, mình không dùng chữ on. Đối với trường hợp bed là chỉ có thể dùng chữ in cho thầy thôi, không được dùng on nha. Đó. Rồi, tiếp theo những cái bài này thì thầy sửa lẹ luôn. Rồi, I thanked my friend, tôi cảm ơn bạn của tôi vì đã, đúng không? Thank for, ok, lending cho thầy. Lending là cho mượn. Ok, ví dụ như là I thanked my friend for lending me his motorbike, nhanh gọn. Tôi cảm ơn bạn của tôi vì đã cho tôi mượn chiếc xe ô tô, chiếc xe gắn máy của anh ấy. Rồi tiếp tục, I am excited about going to Đà Lạt, đơn giản. Rồi, I'm not accustomed to living, ví dụ living in a foreign country. Rồi chưa, là tôi không quen với việc sống ở một quốc gia nước ngoài. Tôi không quen sống ở nước ngoài. Ok, accustomed to living in a foreign country, quốc gia nước ngoài. Ok, almost didn't feel good là cảm thấy không tốt. Nhớ sau feel là chắc chắn là một cái tập động, một cái tính từ cho thầy. Bởi feel là động từ chỉ trạng thái, một khi chỉ trạng thái thì sau nó phải là một cái tính từ. Và một khi là động từ chỉ trạng thái thì không bao giờ sử dụng hiện tại tiếp diễn. Ok ha. Đó, nhưng mà feel nó vừa là động từ chỉ trạng thái và vừa là động từ hành động. Ổn ha, ví dụ như là I am feeling my face. Ok, feel trong trường hợp này là hành động, nó là sờ.
Được chưa? I am feeling my face to sir. Thì động hành động là sir thì chắc chắn là hành động là động động từ chỉ hành động rồi. Ok, cho nên mình có thể sử dụng hiện tại tiếp diễn. Nhưng mà đối với trường hợp này là động từ chỉ trạng thái, không cảm thấy tốt. Ok, he complained là anh ấy phàn nàn về cái việc có gì đây. Chắc là không bị cảm thấy tốt thì chắc là bị nhức đầu hay là bị cảm gì đó thì có thể bị cảm đi. He complained about having a cold thì sẽ có have a cold, đó chính là bị cảm nha. Rồi, cảm lạnh đó. I don't blame you for not wanting to go to the party. Chẳng hạn vậy là tôi không có trách bạn. Trong trường hợp chỉ là trách đi. Ok, blame someone for doing something. Rồi, tôi có số 7. I have a good reason for being late. Được chưa? Chẳng hạn vậy. I have a good reason for, ví dụ như là bị đi vắng mặt đi. Have reason for being, ví dụ như là absent. Absent là nghỉ học. Ok, còn nếu mà mấy đứa thích lay thì quăng chữ lay vô cũng được. Thì tại thích dùng nghỉ học, tôi có lý do chính đáng để nghỉ học. Ok, vắng, trong trường hợp này thì chỉ là vắng đi ha. Rồi, it's getting late là gì? Nó trễ rồi, nó bắt đầu trễ rồi. Ok, I'm worried about missing the bus. Ok, tôi lo lắng về cái việc đó chính là có thể gì đây? Trễ chuyến xe buýt. Rồi, tiếp tục. I'm interested in finding out about cái gì đó. Tự tìm. Rồi, câu số 10, I'm thinking, mấy đứa nhớ, mấy bạn mới, techno thầy find out, kiểu như là tìm ra, phát hiện ra, được chưa? Đó. Câu số 10, I'm thinking about going to, ví dụ như Đà Lạt tomorrow, tôi suy nghĩ về cái gì đây? Cái việc mà đi Đà Lạt vào ngày mai. Rồi, I apologize to my friend for being rude, xin lỗi bạn tôi vì đã thô lỗ, rude, cho bạn nào chưa biết chữ rude ha, đó chính là thô lỗ. Rồi, tiếp tục. I am not used to driving this car. Tôi không quen với việc lái chiếc xe ô tô này. Rồi, nothing can stop me from going. Ví dụ như là going abroad. Okay, thì mình phải biết going abroad. Stop me from going abroad. Going abroad là gì? Đi du học. Được chưa? Hoặc là đi du lịch nước ngoài. Tùy trường hợp. Okay, thì nothing can stop me from going abroad. Rồi, tiếp tục. In that office, who is responsible for taking care of ví dụ như là trong cái văn phòng đó thì ai sẽ lười người chịu trách nhiệm cho cái việc chăm sóc, ví dụ như là for taking care of, ví dụ như the dog đi, chẳng chạy bộ văn phòng có con chó đi, được chứ, đơn giản như thế. Rồi, I look forward to going back home, nhanh gọn. The thief was guilty of stealing the money from the bank, chẳng hạn vậy. Ok, thì mấy đứa nhớ cụm gì? Nếu mà cái này mà thầy dùng là gì? Find someone guilty of doing something thì có thể câu này thầy phải biến đổi là gì? Vì hồi nãy thầy nói là gì? The jury found là gì? Là hội đồng xét xử là gì? Kết tội, đó là gì? Chủ động. Ok, đối với trường hợp này thằng tên trộm chắc chắn là phải bị rồi. Thì có thể nói là the thief was found guilty of stealing the money from the bank. Ổn ha, thì bị động thì chắc chắn là phải có to be, mà to be của quá khứ là was. Rồi, mà quá khứ của file, cột 3 của file đó chính là found. Cột 3 của file là found. Rồi, tiếp tục. Sonia has two jobs. Ok, có hai công việc. In addition, mấy cái này nó quay lại thôi. Mấy đứa khỏi cái này, khỏi còn nói nhiều nữa. Capable of telling lies. She's not capable of telling lies. Không có gì đây, không có khả năng, kiểu như là không thể nói dối được, bởi vì là người thành thật mà. Rồi. Rồi, mấy câu này dễ thì bỏ luôn. Rồi, bây giờ thầy sẽ nhảy sang bài này. Hiện tại hoàn thành. Rồi, câu đầu tiên là hiện tại hoàn thành hay là quá khứ? Rồi, I haven't attended any party since I came here. Dấu hiệu since, sau since là động là quá khứ và trước since phải là hiện tại hoàn thành, là tôi đã không tham dự bất kỳ một buổi tiệc nào kể từ khi mà tôi đến đây. Đến đây là ví dụ như là kể từ khi mà thầy về Cambridge á, thì thầy chưa tham gia bất kỳ một buổi tiệc nào. Thì nhớ tham gia một cái chữ attend. Cột 3 là attended, quá khứ cũng là attended. Ok, đó. Tiếp theo câu số 2. L, a party at Sally's apartment last Saturday night. Này chắc chắn là phải gì quen, đơn giản. Ok, rồi câu số 3. Bill, 3 days ago, dấu hiệu quá khứ thì là Bill arrived here 3 days ago. Ok, đã đến đây 3 ngày trước. Thì nhớ mấy đứa nhớ arrive here luôn, không có arrive in, arrive at nữa đó. Ok, nếu mà arrive at á, thì là arrive at tại một cái nơi mà cụ thể. Ví dụ như arrive at the airport. Ok, đó, nhưng mà nếu mà arrive in á, arrive in một cái quốc gia hoặc một cái thành phố. Ví dụ như là Bill arrived in Cam Ranh. Ví dụ như là 3 days ago. Ok, ha, chẳng hạn vậy. Nhớ thầy.
Rồi câu số 4. Bill chấm 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 here since the 22nd, là để đến đây kể từ ngày 22. Được chưa? Đó thì 22 đó chỉ một mốc thời gian, ngày 22 là mốc thời gian, cho nên chắc chắn là đang dùng hiện tại hoàn thành. Rồi là Bill has been here, nhanh gọn, đã ở đây. Ok, đây trong trường hợp này ở đây nha, còn right là đến. Đến là gì? Cái việc đến nó đã chấm dứt rồi. Nhớ cái việc đến nó đã chấm dứt rồi, cho nên là thầy sẽ không dùng hiện tại và chấm dứt rồi, và nó lại thêm cái nữa là nó lại có thời gian cụ thể, cho nên phải dùng quá khứ. Ổn ha? Rồi, try not to be absent là cố gắng đừng có gì đây? Cố gắng đừng có vắng mặt. Ok, thì try not to be, bởi vì absent là tính từ cho nên phải thay ví dụ be. Ok, mà sau try thì chắc chắn là động từ phải có to rồi. Màu phủ định thì là try not to be. Ok, cố gắng đừng có gì đây? Đừng có vắng học nữa nha. Ok. Cố gắng nè, trong trường hợp này là gì? For the rest of the term. Mấy đứa nhớ cụm for the rest là gì? Còn lại, phần còn lại. Ok, thì có gì? Phần còn lại của cái term, term là gì? Học kỳ. Được chưa? Thì term nó đồng nghĩa với gì đấy? Semester. Được chưa? Term đồng nghĩa với semester là học kỳ. Thì trong câu này thầy sẽ dịch hay hơn là gì? Từ đây đến cuối học kỳ thì cố gắng đừng có vắng học nữa nha. Ok, đó, dịch dạy nó sẽ trơn tru hơn. Rồi, rồi, you miss already gì đây? Đó, thì too many classes là có many một cái là phải dùng hiện tại hoàn thành. Nhưng mà không phải lúc nào cũng vậy nha. Thì cái này cứ liên quan tới số lượng thì phải dùng hiện tại hoàn thành. Ok, thì cái này là you have already missed. Được chưa? Mấy đứa nhớ là already phải đứng trước động từ nha. Đó, too many classes. Rồi, you, cái này quá khứ, last week thì chắc chắn là dùng quá khứ rồi. You missed two classes just last week. Rồi, câu 6, so far, rồi, so far, cái là hiện tại hoàn thành cho thầy. Ok, so far this week là đến cuối tuần này. Ok, kiểu như là cho đến thời điểm bây giờ. Ok, đó, ai vậy đây? I have had. Ok, kiểu như là từ thứ hai tới bây giờ. Ok, đó, kiểu như là như vậy. This week là như, kiểu như là thứ hai tới bây giờ. Đó, thì ai thì cái này là có so far là hiện tại hoàn thành. Có số lượng cái dùng hiện tại hoàn thành luôn thầy. I have had, đơn giản. Ok, so far this week, từ đầu tuần tới giờ là tôi đã có hai bài kiểm tra và một bài kiểm tra nhỏ. Chris là bài kiểm tra nhỏ, ví dụ như là giáo viên hay kiểm tra 5 phút là bài kiểm tra nhỏ. Ok, rồi tiếp tục. Alice is an artist. Artist là gì? Artist có hai nghĩa. Nghĩa đầu tiên là nghệ sĩ, nghĩa thứ hai đó chính là họa sĩ. Trong trường hợp này chắc chắn là họa sĩ là vẽ mà. Ok, many beautiful pictures in his lifetime. Ok, trong cái khoảng thời gian của anh ấy thì chắc chắn là bắt đầu vẽ từ trong quá khứ mà tới giờ vẫn còn vẽ thì chắc chắn hiện tại hoàn thành. Ok, thì phải là he has drawn. Cột 3 của draw đó chính là drawn như thế này. Ok, anh ấy đã vẽ rất là nhiều bức tranh đẹp. Ok, trong suốt khoảng thời gian của anh ấy, cuộc đời của anh ấy, last week là chắc chắn là drew. Ok, quá khứ của nó phải là drew. Được chưa? Đó, cột 2 của draw là drew. Cột 3, quá khứ phần từ của draw đó chính là drawn, thêm n vào. Rồi, last week là anh ấy đã vẽ một bức là một cái bức tranh phong cảnh núi đồi rất là đẹp. Ok, nhớ scene là cái cảnh hoặc là phong cảnh nha. Ok, nhớ thầy. Rồi, nhưng mà hồi bữa thầy đã dạy mấy đứa gì? Scenic. Ok, đó, thầy nói với mấy đứa là gì? Scenic là tính từ của scene. Ok, thầy mấy đứa nhớ từ nay về sau, thấy EC là dấu hiệu của tính từ nha. Scenic là gì? Là đẹp, đơn giản là có phong cảnh đẹp. Thường cái này nó liên quan về phong cảnh. Scenic, ví dụ từ đây mấy đứa ra Nha Trang thì mấy đứa đi đèo á, thì mấy đứa sẽ thấy một cái scenic view, cái view nó rất là đẹp. Ok ha. Rồi, Jack really needs to get in touch with you, là Jack là thật sự đang còn phải gì đây, liên lạc với mày đó. Ok, get in touch là liên lạc với ai đó. Ok, từ sáng nay ok, anh ấy đã gọi cho mày 4 lần chắc chắn hiện tại hoàn thành rồi. He has called here 4 times trying to reach you, là cố gắng để reach gì? Reach là trước cho thầy dạy là đạt đến, đến đỉnh một ngọn núi đúng không? Hoặc là đến một cái nơi nào đó, đích đến. Ok, nhưng mà đối với trường hợp này thầy gì? Liên lạc. Được chưa? Đang cố gắng liên lạc với mày thì reach ý chang như là get in touch. Ok, rồi anh ấy đã gọi vào lúc 9 giờ, cái này chắc chắn là có thời điểm cụ thể cho nên dùng quá khứ. He called. Ok, rồi Jenny, Janet. Ok, only once, một lần. Ok, only once sẽ chỉ một lần thì chắc chắn là dùng hiện tại hoàn thành. Có xin ở trước đó và hiện tại hoàn thành rồi. Vậy là Jenny gì đấy? Jenny has worn. Ok, mấy đứa nhớ quá khứ của wear là wore. Ok, đó, nhưng mà cột 3 của wear đó chính là worn. Ok ha. Janet has worn her new blue dress only once. Kể từ khi mà cô ấy mua nó.
Ok, từ khi mua nó tới giờ chỉ một mặt lần. Ok, she, mặc cô ấy chỉ mặc nó. Ok, tháng trước thì chắc chắn là dùng wore như thế này. She wore it to her brother, cái kiểu. Rồi, the night has ended. Rồi, ngày. Kiểu như là màn đêm đã kết thúc. Chơi bây giờ đã chuẩn bị là ngày mới rồi. Ok, rồi the sun, ngày mới thì gì đây? The sun, mặt trời vừa mới mọc. Ok, thì hiện tại hoàn thành còn để dùng diễn tả một việc vừa mới xảy ra, không có thời điểm xác định cụ thể. Ok, thì mặt trời vừa mới mọc, has, mình có cục cục quá khứ của rise, đó chính là rose. Ok, và cục ba của nó phải là risen như thế này. The sun has risen. Ok, rồi nó đã mọc. It rose at 6:08. Mấy đứa nhớ nha, 6 giờ 8 phút thầy sẽ dịch đọc là 6:08. Thầy nếu mà nói nhanh thầy đọc 6:08. 6:08, được chưa? Thì cái này là it rose, có thời điểm cụ thể cho nên phải quá khứ. Rồi last January chắc chắn là quá khứ luôn rồi. Ok, last January I saw snow for the first time in my life. Ok, đó thì cái này có dấu hiệu mặc dù là lần đầu tiên trong cuộc đời, mặc dù lần đầu tiên mấy cái lần lần thì chắc chắn là mình hay dùng hiện tại hoàn thành đúng không? Ok, nhưng đối với trường hợp này nó có thời điểm cụ thể rồi, last January thì phải dùng saw. Ok. Rồi câu số 12, Fatima, con nhỏ Fatima gì đấy? À, in her entire lifetime là gì? Chưa từng đúng không? Thì chắc chắn là has never seen. Has never seen snow. Rồi, in her entire lifetime. Cái này entire nó y chang gì? In her whole life gì đó. Vậy entire đồng nghĩa với whole là cả đó. Entire là cả. Toàn bộ. Ok. Rồi, I chấm chấm for 10 years. Có là gì? Một khoảng thời gian chắc chắn là đã biết Adam 10 năm rồi. Một cái việc xảy ra trong quá khứ và tới giờ vẫn còn tiếp diễn. I have no quá khứ của no đó chính là known. Được chưa? Rồi is cái từ này đọc sao thằng biết nha. Ok là em đã ở đây chưa? Có mặt ở đây chưa? Ok thì nó anh ấy vừa mới tới. Ok cái này mình cũng có thể dùng hiện tại hoàn thành hoặc dùng quá khứ cũng được. Nói chung đối với trường hợp này đề thi nó không ra mấy cái phần này đâu. Nhưng mà lúc nói chuyện thường người Mỹ sẽ dùng quá khứ đơn, còn người Anh sẽ thường sử dụng hiện tại hoàn thành. Ok ha, đó thì người Mỹ thì người ta có khuynh hướng là dùng quá khứ đơn thay vì hiện tại hoàn thành đối với trường hợp một việc vừa mới xảy ra. Ok thì he has just arrived. Được chưa? Đó, rồi. I gì đây? Able to reach, reach là liên lạc, có yes là chưa nè, thì chắc chắn dùng hiện tại hoàn thành. Yes là chắc chắn phải dùng hiện tại hoàn thành rồi. Ok thì cái này có to be thì tôi không có khả năng, tôi chưa có thể. Able là tức là tính từ rồi cho nên là phải dùng to be, mà be trong hiện tại hoàn thành chắc là been. Ok, I have not been cho thầy. I have not been able to. Ok, I have not been able to. Nó có able sẵn rồi, khỏi cần viết nữa. I have not been able to là liên lạc với ông Trang nữa. Ok, so far là cho tới nay. Ông ấy có chắc chắn so far là chắc chắn dùng hiện tại hoàn thành. Ông ấy cho tới nay vẫn chưa respond là gì? Phản hồi lại. Ok, respond đồng nghĩa reply đó là phản hồi lại bất kỳ. Cái gì attempt à, hôm qua thầy dạy mấy attempt động từ là gì, đó chính là cố gắng đúng không, cố gắng hoặc là thử, cố gắng hoặc là thử. Ok, nhưng sau đó thầy tính dạy mấy đứa danh từ của nó luôn mà thầy kêu khoan, chắc chắn sau này mấy đứa gặp thì thầy sẽ nói luôn. Ok thì bây giờ gặp thì thầy thầy sẽ nói cho mấy đứa ha. Đó thì attempt trong này chắc chắn là danh từ rồi, vì có my sau đó thì chắc chắn phải một cái danh từ rồi. Ok thì attempt trong trong này kiểu như là cái lượt lượt thường là sẽ lượt kích lượt thử. Ok, những lần thử, ví dụ mấy đứa học thể dục thì mấy đứa nhảy xa đúng không? Nhảy xa thì chắc chắn mấy đứa thầy giáo viên thì không thể làm cho mấy đứa một lượt được, thì giáo viên thường ít nhất sẽ cho mấy đứa là 3 lần thử, thì sẽ là 3 lần thử là gì, 3 attempt như thế này, được chưa? Đó, 3 attempts là 3 lần thử. Ok đó, vậy ví dụ lần đầu tiên mấy đứa nhảy không được thì có lần lần thử đầu tiên là gì, first attempt, vì lần thử đầu tiên mà cho nên phải dùng cái gọi là thứ tự attempt. Ok, lần thử thứ hai second attempt và lần thử cuối cùng final attempt, được chưa? Hoặc là last attempt cũng được, chơi nào cũng được. Ổn ha. Đó thì câu này là gì? Cho tới nay là ông ấy vẫn chưa phản hồi. Mấy đứa nhớ là respond to cho thầy nha, respond đi theo dưới từ to. Ok, phản hồi bất kỳ những cái lần mà bất kỳ lần nào mà tôi cố gắng liên lạc ông anh ấy. Được chưa? Thì là has not responded to any of cái kiểu. Rồi còn bên rồi tiếp tục nói tiếp. Rồi, có chữ start là bắt buộc là phải dùng quá khứ đơn như thế này. Cái start là bắt buộc, không còn quan trọng là có thời điểm hay không là dùng quá khứ đơn, bởi vì cái việc bắt đầu á nó kết thúc rồi.
Ok, 3 ngày trước nè. Ok, thì I started trying to reach him. Ok, sau start thì động từ thêm in hoặc có to cũng được, chỗ nào cũng được. Ok, gửi từ đó tới giờ. Since then là kể từ đó đến nay. Ok, là tôi đã gì đây? Tôi đã gửi tin nhắn fast cho ông ấy. Ok, đó thì I have fast. Ok, fast him twice. Ok, để tôi coi. Ok, không có double. Fast him twice là tôi đã gửi tin nhắn fast cho anh ấy 2 lần. Ok, tôi đã gọi ông ấy 4 lần. Thì cái này là I have phone. Đã gọi ông ấy 4 lần. Mấy cái mà lần lần phải dùng quá hiện tại hoàn thành anh thầy. Và tôi đã gửi ít nhất là 6 tin nhắn. Đã gửi ít nhất là 6 tin nhắn. Thì cái này vẫn là con số thì phải dùng là have sent luôn. Ok, I have sent at least 6 email. At least là ít nhất. Rồi, thằng B cuối cùng nó khẳng định là gì? À, tôi đoán là modern communication. À, vui nè. À, trước giờ thầy dạy mấy đứa communication không có S là gì? Đó chính là sự giao tiếp, đúng không? Nhưng đối với trường hợp này mình có communication là gì? Cái truyền thông. Trong trường hợp này thầy sẽ là gì? Truyền thông. Thông tin đại chúng. Truyền thông thôi được rồi. Truyền thông là như nào? Truyền thông là TV nè, gọi là truyền thông. Ví dụ như là mạng internet là truyền thông, điện thoại cũng là truyền thông. Ok, thì nếu communication mà thêm S thì nó không có mang nghĩa là sự giao tiếp nữa, mà nghĩa là truyền thông. Ok, thì nó nói gì? Tôi đoán là gì? Truyền thông mà hiện đại ngày nay á thì nó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Don't mean much. Ok, nó chẳng có ý nghĩa gì. Ok, nếu mà không có ai ở đầu dây, đầu đầu dây bên kia. Không có ai ở phía bên kia, là kiểu như không có ai ở đầu dây bên kia. Ổn ha, there's no one at the other the end. At the other end là kiểu như là trong trường hợp này không có khác nha, không có mang nghĩa là khác nha, kiểu như là đầu dây còn lại. Ok, ở phía bên còn lại. Ok, gọi là phía kia, đơn giản vậy thôi. Hiểu ha? Rồi, câu số 15 xong, bây giờ nhảy sang câu số 10. Câu số chánh. Mấy bài nào cũng dễ cho nên thầy sự cố gắng sẽ xử lẹ cho mấy bạn. Rồi, hey Judy, welcome to the party. Rồi có gì ever cái là dùng hiện tại hoàn thành luôn cho thầy. Đó, have you ever met? Này chưa, nhớ là bạn có từng, bạn đã gặp anh chị em họ của tôi chưa? Have you ever met my cousin? Cousin ở nước ngoài người ta không việc là anh họ, chị họ, phải nói như nào, em họ nói như nào thì nó chỉ dùng nguyên một từ thôi, cousin. Ok, tiếng Việt mình phải phân biệt ra. Rồi, no, I haven't, đơn giản thôi. Bởi vì trả lời no mà no, I haven't. Rồi, do you like lobster? Lobster là gì? Đó chính là thầy sẽ cho mấy đứa coi lobster là một cái loài tôm. Tôm gì? Tôi quên tiếng Việt, thầy quên mất tiêu rồi. Đây gọi là tôm hoàng đế đúng không ta? Mình chỉ có cua hoàng đế gọi là gì? Cái từ cái tôm gì thầy quên tiêu, tôm hùm hả? Không phải tôm hùm. Tôm gì tự nhiên thầy quên tiêu rồi. Tiếng Việt của nó tự nhiên tôm hùm hoặc là gọi là tôm, quên mất tiêu cái nghĩa tiếng Việt. Thôi, nhìn vô là biết là con này tôm, tôm gì ta tự nhiên thầy quên tiếng Việt nó mất tiêu. Tôm hùm hả? Ừ, chắc là tôm hùm á. Hoặc nhưng mà thưa thầy nhớ là tôm thượng đế gì tên tiếng Việt mất tiêu, quên mất tiêu thì đó là này, đây chính là lobster này. Ổn mà là cái hỏi là gì, mày có thích lobster không? Bởi vì cái này nó liên quan tới cái sở thích cho nên là mình không có dùng hiện tại hoàn thành được chưa, trừ khi nói là mày đã ăn tôm chưa, lobster chưa. Ok đó, rồi thì câu này vậy là tao chưa biết nữa, tao chưa bị ăn nó, thì cái này mới dùng hiện tại hoàn thành. I have never eaten, được chưa, chưa bao giờ ăn nó. Ok, tiếp tục. À, mày đã ăn chưa? Rồi, have you eaten yet? Ok, mấy đứa nhớ đọc là eaten. Nếu mà mấy đứa đôi khi người ta không đọc eaten, người ta sẽ hầu như là eaten. Ok, have you eaten yet là mày đã ăn chưa? Đó, have you eaten yet? Rồi, chưa nữa. You, à, mày nhớ nào? À, chưa, tao đã ăn rồi. Ok, thì có thể nói là cái này dùng quá khứ hoặc hiện tại hoàn thành chơi nào cũng được, không sao. Ví dụ thì mấy đứa nào I already ate thì cũng được, hoặc là I have already eaten cũng được, không sao. Rồi, rồi tiếp tục mình có gì? I've just finished, nhanh gọn. Đó, dùng hiện tại hoàn thành hay dùng quá khứ cũng được, không sao. Rồi, câu số 12. Do you do much traveling, là kiểu như là mày có đi du lịch nhiều hay không? Ok, nhớ traveling đi theo với giới từ là do traveling, kiểu như đi du lịch á. Người ta nói ngựa ngựa là vậy. Yes, I like to travel. What countries? Ok, quốc gia nào mày đã viếng thăm rồi? Ok, đó thì cái này là những quốc gia nào mà mày đã đi rồi. Ok, đó thì cái này là thầy dùng quá khứ là hiện tại hoàn thành cũng được, không sao. Ok, thì cái này thì thầy có thể dùng hiện tại hoàn thành đi. What countries have you visited? Đâu rồi?
Sao cái máy nó bị sao vậy? Cái gì vậy trời? Cái máy nó thầy bị sao nó cứ nhấn không được luôn nè. Ok, rồi được rồi. Ok, thì cái này là have you visited? Được chưa? Đó, hoặc là did you visit cũng xong. Mấy cái thì này thì mấy đứa đối với trường hợp này á, thì người ta vẫn chấp nhận. Did you visit? Ok, đó, thì cái này là nói là gì? I have visited too. I have visited. Kiểu như đây là nói về một kinh nghiệm mà. Đúng không? I have visited to India, Turkey. Tới giờ chúng tôi đã gì đây? Tôi đã thăm, tôi đã đi tham quan với mấy cái nước này. Okay, India, Turkey, Turkey là Thổ Nhĩ Kỳ, Africa, Nepal. Okay, and among others. Among others là gì? Là kiểu như là giữa những cái quốc gia này. Kiểu, thầy sẽ hướng dẫn tại sao có chữ among others. Rồi, trước khi thầy hướng dẫn among others, thầy sẽ phân tích chữ among nghĩa là gì? Giữa, giữa gì? Giữa ba người trở lên. Okay, còn giữa hai người là dùng between. Ok, cái này biết rồi, among là giữa. Ví dụ giữa tất cả những người yêu cũ. Ok, thì anh em là người yêu tệ chứ chẳng hạn vậy. Ok ha. Đó, thì có India, Turkey là mấy đứa nghị. Mấy đứa phải biết là những quốc gia này gọi là những quốc gia Nam Á. Đây là những quốc gia Nam Á. Ok, chứ nó sống gần gần nhau. Cho nên là người ta nói con nhỏ này nó có là among others là những cái quốc gia lân cận. Trong trường hợp này thì among others là những cái kiểu như là người ta không muốn liệt kê thêm. Ok, đó thì người ta dùng chữ among others. Đó là như vậy. Đó kiểu như là vân vân và những cái quốc gia lân cận. Rồi. I've never, ok có never thì cái đó liên quan tới kinh nghiệm. I have never been to. Đó ví dụ mấy đứa nói là mấy đứa chưa đi vô Sài Gòn thì mấy đứa là I have never been to Sài Gòn. Nhớ never been to nha. To any of those countries là tôi chưa từng đi thăm bất kỳ những quốc gia nào, những cái quốc gia đó. Ok. Đó thì mày ở India khi nào? Ok, thì cái này đang kể về một cái việc xảy ra trong quá khứ. When were you? Câu hỏi thì quan tôi bên lên đầu. Rồi, 2 years ago. Ok, và đồng thời tôi cũng gì đây? Tôi cũng thăm. Đồng thời thì cái này, đồng thời nó cũng nói luôn. Thì cho là I also visited. Thì cái này là đang kể về quá khứ rồi. Ok, many of the countries in... Cái này dùng hiện tại hoàn thành thầy. I have also visited. Có chữ many ở đây. Bởi vì là không có thời điểm cụ thể cho nên phải dùng là hiện tại hoàn thành. Rồi, ai gì đây? Rồi, có thời điểm cụ thể chắc chắn là dùng chữ take của quá khứ rồi. Took a tour. Ok, took a tour. Ổn ha, thì nhớ tour đi theo với từ là take. Tour là gì? Khỏi cần nói rồi. Đó, Central America là gì? Trung Mỹ. Nhớ nha, Central America là Trung Mỹ. Ví dụ, miền Trung của Việt Nam là gì? Miền Trung của Việt Nam là Central Việt Nam. Đơn giản như thế. Được chứ? Đó, Central America là Trung Mỹ. Rồi, Trung Mỹ là mình có Bắc Mỹ là mình có Mỹ và Canada nè. Trung Mỹ thì mình có Mexico rồi, nói chung là mấy đứa Mexico rồi Honduras nè. Đây mấy nước này nè, Guatemala nè, El Salvador, Honduras hoặc là Nicaragua. Ok, đây là những quốc gia Trung Mỹ. Ok, thì which countries did you visit? Ok, thì cái này là liên quan tới quá khứ rồi, đang kể lại cho nên thầy sử dụng là did you visit. Ok, cái này là nói về kinh nghiệm, câu này nói về kinh nghiệm, còn cái này nói về cái việc đã xảy ra mà. Bởi vì câu thời điểm cụ thể là gì? 6 năm trước. Ok ha. Rồi, I gì đây? I want và always nữa thì tôi lúc nào cũng muốn. Thì cái này thì thầy sẽ không dùng I always want, thầy sẽ dùng I have always wanted. Nhớ nha, want mà đi thêm với always thì thầy hầu như thầy sẽ dùng hiện tại hoàn thành. I have always wanted to travel to other countries, những quốc gia khác. Nhưng mà tôi gì đây? Vẫn chưa có những cái cơ hội. Ok, tôi vẫn chưa, thì tới giờ là vẫn chưa có thì vẫn dùng hiện tại hoàn thành. Ok, I haven't had the opportunity là có cái cơ hội để gì đây, du lịch kiểu như là mấy đứa phải biết chứ, extensively viết nghĩa với thầy đó, kiểu như là rộng khắp hoặc là bao quát. Ổn ha. Đó thì mình có thể là extensively là kiểu như là nó mới đi du lịch tầm mấy quốc gia này thôi thì nó vẫn chưa có cơ hội mà đi đi nhiều, dịch là vậy. Ổn ha. Thì nhớ extensively là một, thì bởi vì mình có động từ ngay đây thì chắc chắn một trạng từ rồi. Rộng khắp nè hoặc là bao quát. Ok, đó. Rồi. Rồi học cái một cái cụm collocation này luôn. Đó chính là ví dụ như là the building đi. The building was extensively damaged. Được chưa? Là cái tòa nhà nó đã bị gì đây? Nó đã bị phá hủy nặng. Ok ha, nó tổn thất nặng.
trong trường hợp này mình có extensively damaged, và damaged là gì, tổn thất hoặc là phá hủy, được chứ, là kêu là cái tòa nhà đó để bị phá hủy hoàn toàn hoặc là nó bị tổn thất rất là nặng nề. Ok, đó thì nhớ thầy extensive damage là như vậy. Đó. Thì nó có hai nghĩa, nghĩa đầu tiên là gì, tổn thất nặng nề, nghĩa thứ hai là gì, bị phá hủy nặng nề. Đó. Thì đề thi nó sẽ hay ra mấy cái vụ collocation, ví dụ như là chấm 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 damage thì phải chọn extensively cho thầy. Ok, đề thi mỗi năm nó hay ra như vậy đó. Ok, nhưng mà gì đây? Tôi đã đi Anh 6 năm trước thì dùng quá khứ rồi, when, nhưng mà tới giờ thì tôi vẫn chưa đi đâu. Kể từ đó tới giờ thì phải dùng hiện tại hoàn thành, có since then kể từ đó tới giờ nè. Ok, then là khi nào đấy? 6 năm trước là từ lúc mà đi England nè. Ok, thì khúc này là gì? But I haven't gone. Ok, I haven't gone anywhere since then. Ổn ha, rồi xong bài này.